Lê Hoàng nhận xét, Hồng Đào là nữ nghệ sĩ duy nhất có cái vẻ trong sáng pha thực dụng. Theo đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Hồng Đào là người có tính tình kỳ lạ, buổi sáng nàng như thiên thần, buổi trưa như bà La Sát còn mấy tối như Thúy Kiều. Hồng Đào là nghệ sĩ hệ chính kịch thành danh trong nước từ cuối thập niên 1980 đầu 1990. Từ khi sang Mỹ định cư, chị cũng nhanh chóng đổi tiếng với những tiểu phẩm hài chị thường đóng cặp cùng chồng là nghệ sĩ Hải Quang Minh trên sân khấu. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã có một bài viết về nghệ sĩ Hồng Đào. Theo Lê Hoàng, Hồng Đào không phải là cô gái xấu nhưng cũng không phải là ngoan hiền. Hồng Đào không sợ chuột hay dán, cũng không khép nép khi thấy trai trẻ. Gặp Hồng Đào lần đầu tiên cách đây gần 30 năm. Hồi ấy, Hồng Đào còn sinh hơn bây giờ. Hồng Đào là một thiếu nữ có cái tính kỳ lạ. Ngay cả về ngoại hình, vẻ đẹp của nàng cũng biến hóa theo thời khắc và theo góc nhìn, buổi sáng nàng như thiên thần, buổi trưa nàng như bà la sát, còn buổi tối nàng như thủy kiều, nhưng đến 12 giờ đêm lại như hoạn thư. Sau đời đó tôi không biết, nhìn thẳng hồng đào có khuôn mặt trái son tuyệt đẹp, nhìn nghiêng nàng giống tượng nữ thần tự do, còn nhìn trên cao xuống, nàng giống thần ăn uống. Tốt nghiệp trường sân khấu cùng với thế hệ Tốt nghiệp trường sân khấu cùng với thế hệ những người hôm nay đã nổi tiếng toàn cầu, nơi đầu tiên hồng đào xông tới là đoàn kịch Long An nàng vô đó với những khát vọng vô bực. Những năm đầu 80 là vào biên chế, nhưng rất nhanh Hồng Đào phát hiện ra biên chế phải tới với nàng. Sau đó, Hồng Đào về đoàn kịch trẻ, tiếp đó nữa thì tiến thẳng ra đường, là nghệ sĩ tự do. Những chàng trai ở bằng vía, bất kể giàu hay nghèo, chưa có dại dột gặp Hồng Đào. Chỉ trong một giây, nàng sẽ nhìn xuyên qua họ và đọc đến tất cả các ý nghĩ cào trong cái đầu nghèo nàn kèm sáng tạo của mình, tôi tin chắc rằng Hồng Đào là nữ nghệ sĩ duy nhất có vợ cái vẻ trong sáng và thực dụng một cách tuyệt vời. Nàng hiểu trời đẹp nhưng vẫn biết giá trị của trai to cao. Nàng thích tiền bạc nhưng chưa khi nào kèo kiệt. Lê Hoàng chia sẻ. Ngoài ra, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng Hồng Đào có năng kiểu bẩm sinh về việc đọc ra các loại tham vọng của bà con nói riêng và nhân loại nói chung. Tương ra ham bùn gì từ ông già ham buồn nhí, từ bà bèo ham thân hình gầy, từ cô diễn viên trẻ ham danh vọng tới bà già ham trai trẻ tuổi tin. Hồng Đào chỉ liếc nửa con mắt, sắc như da lam là đọc ra hết, nửa còn lại là nặng canh trường túi tiền của mình trong căn mình. Sự thông minh của Hồng Đào như ma tùy nó khiến những ai tiếp xúc vừa thích thú vừa sợ. Nàng có khả năng làm tác giả, làm đạo diễn, làm diễn viên, làm bầu. Đọc ngây thơ cũng được, đọc giang ác cũng được. Nửa ngây thơ, nửa gian nát lại còn tuyệt vời hơn bản chất của hồng đào không bao giờ giả dối và điều hòa có lần bán hàng cho một người bạn nàng làm bạn nhanh chóng sập tiệm vì khi ai mua được giới thiệu giá sốc nàng cũng đuổi theo thì thầm vào tai tiết lộ rằng cái giá gốc thực chất chỉ bằng một nửa Hồng Đà cũng là một danh hài biết cười và dám cười bản thân. Nàng nhìn vào mình một cách vui vẻ, nàng nhìn vào mình một cách vui vẻ và chút xíu sự chua chát. Nàng luôn thực tế. Nếu kẻ nào bầu nàng là hậu hoàn vũ, nàng sẽ cười phá lên và bỏ đi chân đài cao. Trong khi phần lớn các cô gái khác đều vui vã nhận lời, dù xấu như ma. Đào sang bí với hai bàn tay trắng, hai hàng răng trắng và một cái cổ vừa cao vừa trắng vậy mà hôm nay nàng có nhà có xe có chồng cả con đã mấy tháng nay ông đào về việt nam nhưng tôi không đến gặp tôi biết chắc nếu nhìn thấy tôi ông nào sẽ gào lên a à, anh hoàng ông vẫn xấu như ngày xưa đấy chứ